Hôm nay chúng ta có một chủ đề khá là đặc biệt, đó là chủ đề về thải độc gan. Và bác sĩ Lung sẽ hướng dẫn mọi người đọc những kết quả liên quan đến đánh giá chức năng gan. Thì câu chuyện về thải độc gan thì gan của chúng ta sinh ra từ lúc mà bạn gan của chúng ta sinh ra thì bạn ấy đã hoạt động vô cùng mạnh mẽ, tức là hoạt động chăm chỉ liên tục ngay kể cả khi chúng ta đang ngủ thì gan của chúng ta nó vẫn đang hoạt động. Do vậy mà nó là một cái cơ quan mà có lẽ là luôn luôn hoạt động một cách rất là chăm chỉ, ngay kể cả khi não chúng ta đang nghỉ ngơi, đúng không ạ? Kể cả tim của chúng ta nó cũng luôn luôn đập để cung cấp cái sức khỏe của chúng ta. Thì gan có một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là thải độc cho cơ thể. Tức là tất cả các thuốc, các cái thực phẩm chúng ta ăn, nó sẽ chứa cái độc tố. Và khi mà chúng ta trải qua cái hệ tiêu hóa của chúng ta thì nó được thông qua một cái hệ tĩnh mạch để lên gan, đó là hệ thống tĩnh mạch cửa. Nên tại sao các cái trường hợp mà chúng ta liên quan đến bệnh tĩnh mạch cửa là nó không đi về gan được đó, thì cái hệ thống tĩnh mạch cửa này nó sẽ đưa cái dòng máu chưa được lọc lên gan của chúng ta, và gan nó sẽ làm cái nhiệm vụ thanh lọc, từ đó đưa ra một cái dòng máu nó sạch sẽ hơn và an toàn hơn đối với cơ thể của chúng ta. Thì đó là cái cơ chế của gan. Và từ khi mà chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, nó đã hoạt động vô cùng chăm chỉ rồi. Và về mặt khoa học thì khi mà các cái độc tố tích tụ ở gan thì gan không thể chuyển hóa và đào thải ra ngoài, thì các cái độc tố nó sẽ ứ đọng ở gan ngày một nhiều. Và ở dân gian chúng ta thường nghĩ là gan nhiễm độc thì phải rửa gan, đúng không? Bằng cách là chúng ta có thể uống các loại là cây mát này, rồi là cây thuốc nam này, rồi là các phương án để tốc. Tuy nhiên theo khoa học thì giải độc gan thì sẽ là cái phương án không phải là để rửa gan như vậy nhé. Nó là cái phương án giúp tăng cường cái khả năng chống độc và khử độc, để chuyển hóa các cái chất độc thành chất không độc và đào thải chúng ra ngoài. Đó, cái nhiệm vụ của gan nó rất là rõ ràng, là nó chuyển hóa những cái chất độc thành những cái chất không độc đối với cơ thể và đào thải những cái chất dư thừa đó ra phía bên ngoài. Còn nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái chất cần thiết cho cái hoạt động của cơ thể của chúng ta. Nhiễm độc gan thì chúng ta sẽ có hai loại nhiễm độc. Xem trong một số các cái phim ấy, mọi người có thể thấy là những cái phim mà họ chia sẻ về việc cứ đầu độc hàng ngày cho đến lúc chết đi đó, thì đó là một cái nhiễm độc mãn tính. Còn có một cái nữa, đó là nhiễm độc cấp tính. Nhiễm độc cấp tính là gan bị nhiễm độc cấp tính. Ví dụ như thế này, những cái trường hợp nhiễm độc và ngộ độc những cái nhóm thuốc, chẳng hạn như thuốc trừ sâu, một số người lại uống thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ để tự vẫn, đúng không nào? Thì đó là những cái trường hợp nhiễm độc cấp. Rồi là những cái trường hợp mà chúng ta có thể thấy là uống paracetamol, đơn giản là một cái paracetamol thôi, nhưng có những trường hợp men gan tăng vô cùng cao, những cái trường hợp nhiễm độc paracetamol, thì lúc này chúng ta phải giải độc gan ngay lập tức, vì đó là những cái trường hợp nhiễm độc cấp tính và gan bị tổn thương cấp tính và nó sinh ra rất là nhiều những cái tế bào gan bị hủy hoại. Thì tí nữa thì bác sĩ Dung sẽ hướng dẫn mọi người cách mà chúng ta có thể tự đọc những cái xét nghiệm đánh giá chức năng gan. Định kỳ thì chúng ta sẽ hoặc là các bạn nhập viện thì xét nghiệm đánh giá chức năng gan cũng là một cái xét nghiệm thường quy. Bởi vì sao? Tất cả các thuốc đều được lọc ở gan và thải trừ qua thận, nên xét nghiệm chức năng gan và chức năng thận là những cái xét nghiệm thường quy. Tất cả các bạn khi dùng loại thuốc nào đó, khi chúng ta vào viện thì các bác sĩ đều sẽ cho làm những cái xét nghiệm này để an tâm hơn trong cái việc kê thuốc của mình đó. Chào mọi người nha, chia sẻ live stream để nhận quà may mắn nha. Rồi, ok, quay trở lại câu chuyện là nhiễm độc gan mãn tính thì sao. Các chất độc nó sẽ ứ đọng lâu lâu, dần dần nó tích tụ và khiến các tế bào gan bị tổn thương và gây ra xơ gan đó. Khi nào có một điều đó là có nhiều cô bác nói với bác sĩ Dung rằng là chúng ta không uống rượu, không hút thuốc lá, và chúng ta nghĩ rằng là như thế là nó đủ tốt cho gan. Nhưng mà gan thực ra nó vẫn bị nhiễm độc bởi các chất hóa học của các nấm mốc này, vi khuẩn này, virus này, hoặc là gan bị nhiễm mỡ, làm các tế bào gọi là tế bào Kupffer ở gan ấy, nó bị kích thích quá mức, tiết ra các chất như là TNF-alpha này, TNF-beta và các interleukin. Thì các cái chất này nó sẽ trực tiếp làm tổn thương tế bào gan và khiến tế bào gan suy yếu và gây các cái bệnh lý về gan. Đó. Vậy thì chúng ta có thể làm gì để giúp gan có thể thải độc gan ngay tại nhà? Cái cách mà chúng ta có thể thải độc gan bằng một cái
bằng cái lối sống của chúng ta tại nhà. Tức là bằng cái lối sống lành mạnh, cái chế độ ăn uống, sinh hoạt và ngủ nghỉ điều độ, thì cái lá gan của chúng ta nó sẽ dần dần nó được phục hồi và nó sẽ chuyển hóa tốt hơn. Đầu tiên là chúng ta cần uống nhiều nước. Một trong những cái vai trò của nước là nó sẽ vận chuyển những cái chất dinh dưỡng hoặc oxy, tức là nó sẽ cung cấp cái nước để vận chuyển, thanh lọc cho các tế bào và đào thải những cái độc tố, những cái cặn qua nước tiểu và phân và mồ hôi của cơ thể. Vì thế cái cách đầu tiên rất là đơn giản là bạn hãy uống nước đi. Bây giờ ngồi uống nước đi, đúng không ạ? Tại sao lúc nào bên cạnh bác sĩ Dung cũng có một cái cốc nước chia vạch như thế này? Tức là mình kiểm soát cái lượng nước đổ vào mình uống ấy. À, cái này nó đang bị ngược rồi. Chờ chút để làm nó không ngược nữa. Đây, được rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ hình dung là ví dụ như bác sĩ Dung là 50 cân. Đấy, bây giờ chúng ta cùng tính nhá. Mình tính cái lượng nước mà mình cần uống. Bây giờ nhá, mọi người comment cái số cân nặng thì bác sĩ Dung sẽ tính được cái lượng nước mà mình cần uống. Ví dụ bác sĩ Dung là 50 cân thì cứ mỗi 0,4 lít nước cho 10 kg cân nặng. Có nghĩa là mình sẽ lấy 5 nhân với lại 0,4 thì nó sẽ ra là 2 lít nước. Tức là ngoài cái việc mà mình ăn các cái thức ăn thì mình sẽ cần bổ sung 2 lít nước một ngày. Đấy, mọi người có hình dung ra cái lượng nước mà mình cần cung cấp cho cơ thể ngoài cái việc mà chúng ta ăn không ạ? Tại sao hôm nay lại ít mắt xem ấy nhỉ? Mọi người chia sẻ giúp bác sĩ Dung đi. 53 thì cũng dưa dứa giống bác sĩ Dung đấy. Cũng dưa dứa là chúng ta sẽ lấy là 0,4 đúng không ạ? Nhân với 5. Đó, còn dư ra 3 cân đúng không? Còn dư ra 3 cân nữa thì là 0,4 tức là nhân 0,4 là 10 thì là 0,4 nhân 3 chia 10 đúng không? Thì chúng ta sẽ dư thêm khoảng 0,12 lít thì cái này nó khó tính, tính nôm na là nó sẽ là bằng 50 cân. Tức là chúng ta sẽ là uống khoảng 2 lít nước. Đấy, thì chúng ta cứ tính theo cái đúng cái công thức đó. Chúng ta tính theo đúng cái công thức đó. Ví dụ như là 58 thì nó sẽ tương đương với khoảng là 60 đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy 0,4 nhân với 6. Ui trời ơi. Thì nó sẽ ra 2,4. Tức là chúng ta cần uống khoảng 2,4 lít nước một ngày. Cứ mỗi 10 kg thì sẽ tương đương với lại 0,4 lít nước. Đó. Thế thì bây giờ nhỉ? Nếu như bác sĩ Dung cần uống 2 lít nước thì một ngày chúng ta sẽ lấy 2 lít nước đem chia cho 250ml đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy 2.000 đem chia cho 250 thì nó sẽ ra 8 cái cốc này. Thì mình kiểm soát cái lượng nước đầu vào mình uống bằng cái ly chia vạch như thế này. Có nghĩa là một ngày mình cần uống 8 cốc như thế này là đủ để thải độc gan. Cái việc chúng ta uống đủ nước nó rất quan trọng để giúp cái gan của chúng ta nó hoạt động tốt hơn và cái hệ tiết niệu của chúng ta nó cũng được hoạt động tốt hơn. Uống nước là cách chúng ta loại bỏ cặn bã và giúp quá trình giải độc gan diễn ra nhanh hơn. Đó, đương nhiên là nếu như chúng ta là những con người mà chúng ta phải vận động nhiều như vận động viên hoặc chúng ta chạy bộ đường dài thì chúng ta sẽ cần phải bổ sung thêm cái lượng nước mà chúng ta đã mất, chứ không phải là chỉ đơn giản là như bác sĩ Dung tính toán là 0,4 lít nước trên 10 kg cân nặng nhá. Nhiều người chúng ta cứ nghĩ rằng là đúng 2 lít nước mới là đúng, không phải. Nó sẽ có công thức tính đàng hoàng, giống như bác sĩ Dung vừa có chia sẻ đó. Đó là 0,4 lít nước trên 10 kg cân nặng. Rồi, và cái việc mà chúng ta uống nước thì uống như thế nào cho nó đúng? Thì chúng ta sẽ uống theo cái ly chia vạch như thế này. Tức là mỗi bác sĩ Dung sẽ để bên cạnh mình là một cốc như thế này, uống cho nó đủ 8 cốc. Và mỗi lần uống mình sẽ uống ngụm nhỏ. Đặc biệt là cô bác anh chị chúng ta có cái bệnh lý về tăng huyết áp và bệnh tim mạch thì chúng ta càng phải chia ra những cái ngụm nhỏ và thỉnh thoảng mình uống để bảo vệ cái cổ họng của mình, vì mình là một người nói rất là nhiều và hoạt động quay video rồi tham gia những buổi hội thảo hoặc là đào tạo rất nhiều. Thế nên là mình luôn làm những cái ngụm nhỏ như thế này để nó đỡ bị viêm họng. Và khi mà uống theo ngụm nhỏ như vậy thì nó cũng sẽ tốt hơn cho cơ thể của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta uống với một lượng quá lớn, huyết áp của chúng ta sẽ tăng lên một cách đột ngột. Uống nước vào thì đương nhiên là phải đi tiểu rồi cô Huỳnh Nguyễn ạ. Hôm trước thì có một cô đến khám và cô cũng gặp cái tình trạng là đi tiểu nhiều đó. Thế thì nó có một cái hội chứng, đó là hội chứng bàng quang bất hoạt. Có nghĩa là trong cái hội chứng này thì bàng quang sẽ co bóp liên tục và khiến cho chúng ta bị đi tiểu nhiều. Thì
thì nếu như mà chúng ta gặp phải cái tình trạng đi tiểu nhiều thì chúng ta nên khám ở các cái chuyên khoa liên quan đến thận tiết niệu để đo cái chức năng của bàng quang và điều trị theo cái hướng nó có thuốc để điều trị cái hội chứng bàng quang bất hoạt. Thì nếu mà chúng ta gặp phải tình trạng mà ví dụ như chúng ta đi tiểu đến 20-30 lần một ngày thì đó là bất thường và chúng ta nên đi khám chuyên khoa thận tiết niệu để chúng ta sử dụng thuốc nhé. Ví dụ cô Nga là 62 cân thì cô sẽ là 2,4 lít nước nhé. Khoảng 2,4-2,5 lít nước là vừa đẹp cho cô Nga nhé. Đấy, cứ 0,4 lít nước nhân với lại 10kg cân nặng là được. Rồi, ok mọi người nhé. Tiếp tục đang nói đến đâu rồi. Nhiều khi là cứ mãi lượn lượn theo ấy là quên mất rồi. Đấy, thì nếu như là chúng ta bị đi tiểu nhiều thì có một cái hội chứng đó là hội chứng bàng quang bất hoạt thì chúng ta nên đi khám chuyên khoa thận tiết niệu nhé. 20-30 lần một ngày là rất bất thường rồi. Cái đầu tiên là uống nhiều nước và đặc biệt là chúng ta cần phải uống đủ nước để gan có thể thải độc. Thứ hai đó là chúng ta có thể bổ sung các loại nước ép từ rau củ hoặc trái cây tươi đều rất tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt có một cái loại nữa đó là nước trà xanh tươi ấy, từ cái lá trà xanh ấy, uống mà nó hơi mất ngủ. Nếu có anh chị nào chúng ta bị mất ngủ thì chúng ta không nên uống. Thì chúng ta có thể sử dụng nước trà xanh bởi vì trà xanh chứa những cái thành phần chống oxy hóa, do đó là nó có thể bảo vệ cái lá gan của chúng ta. Và đặc biệt là nó sẽ thúc đẩy cái hoạt động của gan và ngăn ngừa cái tình trạng tích tụ mỡ ở gan. Đấy, hôm qua bác sĩ Dung bị một con muỗi nó đốt vào đây này. Chả hiểu căng màn rồi mà nó vẫn đốt. Đấy, thế thì chúng ta sẽ uống nước trà xanh nhá, là một cái biện pháp mà thải mỡ ở gan, tức là giảm bớt những cái gan nhiễm mỡ và thúc đẩy cái hoạt động của gan. Và những ai mà chúng ta bước vào cái giai đoạn trung tuổi thì chúng ta sử dụng những cái loại nước này để chúng ta ngăn ngừa cái tình trạng mà chúng ta bị gan nhiễm mỡ. Bởi vì tầm trung tuổi hầu như siêu âm gan nhiễm mỡ hết, bởi vì cái tầm này nó hay bị rối loạn chuyển hóa mà. Thì đấy là cũng là một cách. Rồi số nước ép rau củ nữa, như là nước ép rau má. Ôi, bác sĩ Dung thì rất là thích uống rau má bởi vì nó rất là mát. Rồi nước ép cần tây, rồi là cà rốt, củ cải đỏ, chanh, bưởi, táo, nha đam. Rồi những cái loại nước này thì đều chứa những cái vitamin và khoáng chất nên là rất tốt cho gan và sức khỏe. Một cách nữa đó là chúng ta có thể kết hợp như thế này. Đây là một mẹo từ chanh này, mật ong, xả và gừng. Thì chúng ta có thể ghi lại cho bác sĩ Dung nhá. Đó, chúng ta sẽ giải độc gan bằng cái việc mà chúng ta tự làm cái nước uống này. Thì chúng ta sẽ dùng 3 cây xả này, 1 nhánh gừng này, 2 quả chanh tươi, 1 ly mật ong nguyên chất. Chúng ta đun sôi 1/2 lít nước. Sau đó chúng ta cho gừng vào. Gừng và xả được thái lát nhỏ ấy vào trong nước. Sau đó chúng ta đun khoảng 5 phút. Sau đó thì chúng ta cho tiếp nước cốt chanh và mật ong vào rồi chúng ta khuấy đều. Và chúng ta sẽ dùng nước này uống 2 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 100ml. Đó, thì đấy là một cách thải độc một cách rất là tự nhiên. Cái thức uống này nó sẽ làm tăng cường bài tiết, hạn chế sự hấp thu những cái lipid, những cái chất béo có hại, mà nó còn thanh lọc cơ thể, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đó, thì chúng ta sẽ lưu nhá. Bác sĩ Dung sẽ nói lại này. Chúng ta sẽ dùng 3 cây xả, 1 nhánh gừng, 2 quả chanh tươi, 1 ly mật ong. Rồi chúng ta đun sôi khoảng 1/2 lít nước, nửa lít nước. Sau đó chúng ta cho gừng và xả được thái lát vào trong nước và chúng ta đun lên khoảng 5 phút cho sôi lên. Sau đó thì chúng ta tiếp tục cho nước cốt chanh vào mật ong vào, xong rồi chúng ta khuấy đều lên. Đấy, cái loại thức uống này khá là ngon. Sau đó chúng ta để tủ lạnh, chúng ta uống cả ngày nhá.